Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ sang chương 2 của hóa chính với chủ đề kim loại. Kim loại có những tính chất vật lý nào? Các em quan sát các hình vẽ. Hình thứ nhất, đây là hình người ta cán vàng thành những lát rất là mỏng và ép lên giấy. Hình thứ hai, người ta dùng kim loại để đun nấu. Và ở hình 3, bởi vì kim loại có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt và có ánh kim. Ánh kim là vẻ sáng đặc biệt của kim loại. Và căn cứ vào các tính chất vật lý này mà người ta sử dụng kim loại rất nhiều trong đời sống và sản xuất. Thế kim loại có những tính chất hóa học nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Ở lớp 8, các em đã học phản ứng của iron, sắt với khí oxy. Các em nhớ là phản ứng này tạo thành Fe3O4 nhé. Còn với aluminium, khi tác dụng với oxy, nó tạo Al2O3. Nó tạo aluminium oxide. Ngoài oxy thì kim loại còn có thể tác dụng với các phi kim khác. Ở nhiệt độ cao thì kim loại phản ứng với nhiều phi kim khác để tạo thành muối. Khi tác dụng với chlorine sẽ tạo thành muối chloride. Lúc này kim loại sẽ có hóa trị cao nhất. Các em chú ý, Fe mà tác dụng với chlorine ở nhiệt độ cao sẽ tạo thành iron 3 chloride, FeCl3. Hình này mô phỏng lại clo tác dụng với sắt đun nóng mà tạo thành sản phẩm, sinh ra sẽ có rất nhiều khối màu nâu đỏ. Khối này chính là FeCl3 đấy các em. Khi tác dụng với lưu huỳnh, sulfur, các em đun nóng thì sẽ tạo các muối sulfide. Trừ thủy ngân có thể xảy ra ở nhiệt độ thường với lưu huỳnh, sulfur. Vì vậy người ta ứng dụng để thu gom thủy ngân, dùng bột lưu huỳnh để thu gom thủy ngân lại. Các em rắc bột lưu huỳnh lên những chỗ thủy ngân trong nhiệt kế bị vỡ văng ra và các em sẽ quét lại. Kim loại có thể tác dụng được với các dung dịch axit. Phần này chúng ta đã được học ở bài axit rồi. Thầy nhắc lại một chút, với những axit không có tính oxy hóa, hay còn gọi là axit nhóm 1 như là hydrochloric acid, sulfuric acid loãng, thì kim loại sắt chỉ thể hiện hóa trị 2. Nhưng với H2SO4 đặc thì sản phẩm tạo thành muối kim loại có hóa trị cao nhất và nó không giải phóng khí hydrogen. Ngoài ra kim loại còn có thể tác dụng với dung dịch muối, chúng ta đã được học ở bài muối rồi. Hình này mô phỏng khi cho kim loại kẽm zinc vào dung dịch copper high sulfate CuHO4. Đây là dung dịch CuHO4 ban đầu. Chúng ta cho một mảnh kẽm vào đây. Sau một thời gian, chúng ta sẽ thấy hiện tượng mẫu zinc tan dần, có chất rắn màu đỏ bám xung quanh mẫu zinc và màu xanh lam của dung dịch CuHO4 nhạt dần. Copper 2 sulfate màu xanh sẽ nhạt dần. Vậy chúng ta nhận xét được rằng kẽm đã đẩy đồng copper ra khỏi dung dịch CuHO4. Cái chất rắn màu đỏ này chính là Cu sinh ra bám lên bề mặt mảnh kẽm. Màu xanh lam của dung dịch nhạt dần là do từ muối đồng CuHO4 nó chuyển sang muối kẽm không có màu. Và kẽm tan dần do nó bị chuyển sang dung dịch
ZnHO4. Thầy hỏi các bạn một câu hỏi nhé. Bạn nào trả lời được thì bạn đã được, sẽ được 10 điểm. Tại sao kẽm sinh ra? Xin lỗi, tại sao đồng sinh ra nó lại bám trên bề mặt mảnh kẽm mà nó không xuất hiện như kết tủa trước đây mình đã học? Tức là kết tủa lập đục dung dịch đó. Vậy chúng ta có thể tóm tắt lại. Kim loại có thể tác dụng với oxygen để tạo oxide. Tùy theo kim loại đó mạnh hay yếu mà điều kiện phản ứng sẽ có hoặc không có. Tức là có khi đốt nóng, có khi không cần đốt nóng. Cũng giống như vậy, kim loại có thể tác dụng với các phi kim khác oxygen để tạo thành muối. Kim loại có thể tác dụng với các acid và tạo muối và khí hydrogen. Phản ứng này có điều kiện của kim loại nha. Kim loại này phải đứng trước hydrogen trong dãy hoạt động hóa học của kim loại mà tuần sau, một lát nữa chúng ta sẽ được học. Kim loại tác dụng với các dung dịch muối, sau đó kim loại mới và muối mới. Và các em nhớ là không phải kim loại nào cũng tác dụng với oxygen đâu. Có những kim loại không cháy, đó là các kim loại quý như vàng, bạc, bạch kim. Và về nhà, các em nhớ viết bài vào tập, làm thêm cho thầy các bài tập này trong sách giáo khoa. Chúc tất cả các em học tốt. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp các em ở những bài học sau.